thưa quý vị nhân dịp Tết cổ truyền cho cha nam Bay, sáng nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Giang Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Long An đến thăm chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Prey Dương Quốc Campuchia cùng chữ có lãnh đạo hai tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đưa tin từ tỉnh Prey Dương Quốc Campuchia trên tinh thần đoàn kết hữu nghị và hợp tác trong những năm qua, giữa bốn tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh cùng tỉnh Rayven, Campuchia đã có nhiều sự kết nối giao thương quan trọng. Điều đó minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc vẫn ngày càng được củng cố và phát triển bền vững. Trước thêm năm mới Tết cổ truyền dân tộc Khmer năm Quý Mão Phật lịch 2567, đoàn đại biểu tỉnh Long An đã gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Rayven đón một năm mới bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Đồng thời, chúc tỉnh Breven nói riêng và đất nước Campuchia nói chung sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử vào tháng 7 tới đây với niềm tin thắng lợi vì sự phát triển dân quốc Campuchia. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Trang Sơn đã gửi tặng lãng hoa và quà Tết cho ngài Chea Someti, tỉnh trưởng tỉnh Breven cùng các cơ quan đơn vị tỉnh bạn.